Đây là video mình dắt mấy đứa nhỏ đi thư viện. Lúc này là mùa school holiday, có nghĩa là thời gian mấy đứa nhỏ được nghỉ học đó. Mình dắt mấy đứa nhỏ ra thư viện để tham gia mấy cái hoạt động có ở trong thư viện đó, trong cái mùa school holiday. Khi mình đi thư viện thì họ sẽ phát cho mình cái này. Đây là cái brochure của thư viện nó phát cho mình ha. Đây là cái portfolio library service. Rồi đây là cái winter, là cái mùa này là mùa lạnh nè. School holiday program thì họ sẽ cho mình những cái hoạt động mà họ có. Thì thời gian này là cứ ngày một tây nè, là họ có những cái hoạt động như thế này, từ 11 giờ tới 12 giờ. Rồi ngày 9 tây có những hoạt động như thế này. Thì cái ngày nào mà mình muốn đi thì mình cứ theo những cái lịch này mình đi. Thì ví dụ cái ngày này nè, ngày 11 tây nè, là có Lego. Lego có nghĩa là xếp mấy cái hình đó. Đó, hoặc là bữa mình đi cái chỗ này là Twinkle and the Moon, có nghĩa là những cái hoạt động mà cho mấy đứa nhỏ mỗi lứa tuổi luôn, thì có thể nghe nhạc nè, gọi là interactive music nè, là có cái cô này nè, cô đứng làm show cho mấy đứa nhỏ coi, cô biểu diễn chung với đồ chơi nữa, thì cái này rất là hay. Hoặc là ngày ba tây nè, thì có cái build your own tree house, thì họ đưa cho mình mấy cái thùng giấy á, thì mình sẽ xây nên cái nhà giống như của mình thích vậy đó. Thì mình lựa cái ngày này nè, giờ này thì mình đi tới chỗ đó, thì có những cái hoạt động như thế này. Đây là lúc mà mấy đứa nhỏ nó chơi với mấy cái thùng giấy nè, thì mấy cái đồ nghề, dụng cụ, rồi mấy cái ốc vít này nọ đó là đều bằng nhựa hết. Rồi cây kéo, băng keo các loại thì thư viện họ cũng chuẩn bị hết. Đây là lúc mà tập cho mấy đứa nhỏ tính sáng tạo đó, thì có đứa nó làm rất là đẹp. Ra thư viện thì lúc này là lúc tụi nó bày bừa được nè, chứ ở nhà mà ngày nào cũng như vậy là cũng quải lắm. Ra đây thì tụi nó chơi thoải mái, rồi có bạn có bè nữa, tập cho nó cái tính giao tiếp nữa. Mặc dù là tụi nó không có làm được như người lớn, nhưng mà cũng tập được cái tính sáng tạo cho tụi nó, với lại luyện cho nó kỹ năng mà cầm kéo, cầm ốc, cầm vít này nọ đó. Đây nè, thì có khi là mình phải booking nha. Thì nếu họ ghi chữ booking thì mình vô mình phải booking. Còn mấy nào mà không có ghi gì hết thì cứ việc đi, không người ta ghi nè, no booking required, là không cần phải book á. Thì cái này mình có thể đi vô những cái chỗ như thế này đó, để mình chơi cho mấy đứa nhỏ nó chơi đó. Còn đây là những cái hoạt động cho mấy đứa lớn nè, thì nó có tùy theo từng lứa tuổi, là từ 12 tới 18 tuổi nè. Còn nãy mình nói á, là nó nằm ở trong cái lứa tuổi chừng 6 tuổi tới 12 tuổi, hoặc là từ 5 tuổi tới 12 tuổi. Đây là lúc mấy đứa nhỏ nó vô chơi trò chơi nè, thì có mấy cái đồ lắp ráp này nọ đó, thì người ta có người hướng dẫn cho mấy đứa nhỏ nó chơi. Còn phía bên đây là đồ cho mấy đứa lớn, cắt mấy cái thùng giấy hoặc là xài đinh ốc vít này nọ đó. Đây là cái nhà hôm bữa mấy đứa nhỏ nó làm vẫn còn ở đây. Ở đây thì có người chỉ cho tụi nó chơi, nhưng mà phụ huynh thì lúc nào cũng phải ngồi túc trực với tụi nó. Đây là mấy cái đồ chơi bằng gỗ nè. Thường thường ở đây mua mấy cái này cũng khá mắc tiền á. Nhưng mua về tụi nó chơi một lần rồi tụi nó không chơi nữa. Còn ra đây thì có bạn có bè, nhìn người khác chơi tụi nó cũng thích chơi nữa. Mấy cái này muốn chơi được thì phải lắp ráp theo mẫu. Đây cũng một cách để tập cho nó cái trí tưởng tượng của tụi nó nè. Còn có kỹ năng lắp ráp mấy cái mô hình nữa. Mấy đứa nhỏ thường thường nó học lẹ lắm, nó chỉ cần nhìn chừng vài lần thôi là nó có thể làm được. Ra đây thì tụi nó chơi thoải mái, ở nhà thì mỗi lần mà dẹp mấy cái này là rất là mệt. Chơi xong đến lúc gần hết giờ thì tụi nó phải tháo ra và thu gọn lại trả lại cho thư viện. Những cái hoạt động hồi nãy giờ mình kể cho bạn nghe đó là hoàn toàn là miễn phí. Ai cũng có thể vô đây chơi được hết. Cho dù bạn là công dân Úc hay người du lịch hoặc là người du học mà có con vô đây chơi thì cũng không có mất tiền. Cho dù bạn là người thu nhập thấp, thu nhập cao hoặc là không có thu nhập thì vẫn vô đây chơi được. Xong mấy cái session đó rồi thì có thể vô đây đọc sách cho mấy đứa nhỏ nữa. Bạn có thể mượn sách về nhà. Những cái thư viện như thế này á, là thuộc quyền quản lý của Council, là cái cơ quan chính phủ mà gần dân nhất á. Ở Úc thì thành phố nào cũng có những cái dịch vụ công cộng như thế này. Đây là cái thư viện St Kilda, mà mình thấy cái thư viện này khá là lớn, rất là nhiều sách.
mà nó có nhiều khu nữa. Cái vùng này á, thì người Do Thái và những người châu Âu á, tập trung ở đây rất là đông. Ngoài ra còn có Trung Quốc nữa. Nên những cuốn sách ở đây á, thì có tiếng Nga nè, Hungarian với lại tiếng Poland, rồi có tiếng Trung Quốc nữa. Còn sách tiếng Việt thì mình chưa có tìm thấy. Có thể là sách tiếng Việt nó ở trong thư viện khu người Việt. Còn nếu bạn là người độc thân, không có con cái gì hết thì cũng có thể vô thư viện này để xài computer nè. Hoặc là bạn có thể mang cái laptop của bạn vô ngồi đây, rất là yên tĩnh. Tất cả những dịch vụ này hoàn toàn là miễn phí. Mà những người làm thư viện này á, thì họ nhiệt tình với mình lắm. Ngoài ra thì bạn có thể mượn sách về nè, có mượn ebook về nữa, có nghĩa là sách ở trên mạng á. Nếu mà bạn có con nhỏ khoảng chừng 3 tháng tuổi hoặc 6 tháng tuổi thì bạn cũng có thể dắt mấy nhỏ đó tới trong thư viện để cho nó nằm Tommy Time nè, xong rồi lấy cái cuốn sách đó để trước mặt nó cho nó nhìn cái màu nó cũng được nữa, để cho em bé nó có thể ra ngoài được mà mình cũng có thể đỡ căng thẳng được khi mà mình cứ ở nhà mình trông nó hoài đó. Ra ngoài đây thì người mẹ cũng có thể mượn sách để đọc nè, về nhà đọc, hoặc là ra ngoài chơi gặp người này người kia, nó cũng vui hơn là cứ suốt ngày ở nhà hoài. Đây là một cái show cho mấy đứa nhỏ từ 5 đến 12 tuổi nè. Cái người dẫn chương trình này sẽ tương tác với mấy đứa nhỏ. In fairness, I wasn't in it very much. Just a very... Ông kêu tụi nó lên để tập cho nó dạng nói chuyện các bạn, đứng diễn đạt trước đám đông nè. Mình thấy nhiều đứa nó nhát á, thì ở dưới có mấy người vỗ tay á, là nó lấy tinh thần lại được. Có nhiều đứa thì nó nhát quá, cái nó chạy xuống dưới nó ngồi luôn, nó không có tự tin được. Thì vẫn có người ta vỗ tay để cổ vũ nó. Khi mà bỏ mấy đứa nhỏ ở đây thì cha mẹ nó cũng phải ngồi ở gần đó để coi tụi nó. Thư viện á, là một cái dịch vụ công cộng thì ai cũng có thể tham gia được. Nếu mà bạn có cái thư viện bạn thích nó gần nhà thì bạn có thể đi. Còn nếu bạn thích cái vùng khác thì bạn cũng có thể lái xe đến vùng khác. Tùy cái sở thích của mỗi người và cái ý của mỗi người thôi. Mình kết thúc video ở đây. Để cái video này nó lan tỏa đến nhiều người hơn thì mấy bạn có thể cho mình xin một like và một cái đăng ký kênh, nếu bạn chưa đăng ký kênh. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.